dừa. Ông bán được cái nào chưa? Ô rồi. Cái này cây hành. Bao tiền cái khay đấy? À, cái này này 400. 400.000. Còn cái to kia thì bao nhiêu? Cái to này 600. 600. Đó. Để ghép cây vào đấy. Ghép cây đây. Đẹp quá. Mấy bố đấy, chợ đây, anh em ra đây mua nhé. Các bác ở đây bán rong mà. Đây những cây giá rẻ này các bác nhé. Rất rẻ luôn đấy. Rất rẻ luôn. Lãi 1 kg thì là người ta bán. Những cây này các bác phải chịu khó ra chợ. Vâng nhé. Đấy. Hoa mẫu đơn này. Nhiều các thể loại. Rồi. Đấy. Đến như này quay khoảng độ sọt đấy. Sọt giá rẻ 100.000, 200.000 đúng không? Đấy, nó tầm ý. Sinh viên vừa bốc cả giọt. Về chơi tốt quá. Về thoải mái sáng tác. Hỏng thì lại là dùng cái khác. Đấy, không sợ. Lộc vừng, lộc lá. Dễ hổ. Ai chà. Kinh này con này dị ghê nhỉ. Kiểu như đấy, giống như cái đĩa bay ấy, giống như sân bay, tàu sân bay ấy. Trực thăng đỗ ở đây ấy. Xuất phát tiêu diệt mục tiêu 3 triệu. Rừng Duối, rừng trên cao. Cái này cho cái khay vào đẹp lắm, khay mỏng lắm. Rừng trên cao có thể sẽ bỏ những cái gầm này ra để cho nó lộ, để nước vào đây. Rừng trên cao 3 triệu. Thế còn cây này thì bao nhiêu nhỉ? Ok, 3 triệu. Đẹp quá. Bằng tiền nhau đấy. Làm một đôi là hợp lý. Làm đôi chắc rẻ hơn đấy. Rồi. Để kinh tế là công an việc làm. 2 xe liền. Xe bên này là của các của người khác. Tại Phật Lộc. Sáng giờ ông bán cái nào chưa? À, cũng bán được rồi. Bán mấy chục cây rồi đúng không? Không, bán được đôi cây. À, đây cái sung này nhỉ? Đấy, con sung đấy, quả đấy. Quả to thế, có mỗi 2 quả. Đấy, bao tiền đấy không? Có hơn triệu rồi mà, hơn giá triệu. Gọi là giá bèo dạt mây trôi. Đấy, chậu tàu đấy. Chậu tàu. Hơn triệu. Quả to thế. 2 quả to, quả trên ngọn mà to thế. Đấy, có hưởng nhá. Cái xì này đẹp quá. Xì này thì nó hủa. Bao tiền vậy ông? Mịn màng. Bao tiền cái này? 9 triệu. 9 triệu. Giá hợp lý đấy. Cái xì búp đỏ chót. Rồi, ok không? Đấy, mạch làng ấy, ngon rồi đấy. Xì quá này. Dạ, đấy quả đấy. Yêu luôn. 2 quả nhá, không sợ lệch nhá. Rồi ok. Các bác. Cái giấy là quả. Đây đây. 2 quả không sợ lệch. 2 quả đấy là chín cùng lứa, dụng cùng lúc đấy các bác. Hoa giấy. Không rõ của ai luôn. Đấy, hoa giấy, hoa sứ, rồi hoa dâm, các kiểu hoa này. Ok các bác, để tôi sang phục vụ khu vực bên này một chút. Đấy, u nìn. Già đấy, già sạch. Già sạch. Đinh Vời à? Anh à? Xe đi mình anh? Đi mình mà nó đang bận. Anh sẽ làm gì đấy? Dạ. Đi ra uống nước. Đinh Vời à? 3 cây à? Cây bé là bao tiền anh? Bé là 2,5 triệu. To này. To 30. 30. Đấy, này. Bé là 2 triệu. 2 triệu. 2,5 30. Lên. ăn gốc này. Cuốn chậu đấy, sạch, sạch đẹp. Da mà da đỏ người mà nó bắt rêu ấy nên nó da đỏ người mà da nua sạch đẹp. Mà con đấy nằm núi Trúc Hoành này. Đấy, bé mà kiếm được hơi khó. Hơi khó. Nó đều này nâu cây của Sài Đoan rồi mà. À. Hôm nay các cái này đi này. Đây bông này ra này, cắt này. Chờ một thằng này nữa đá nách ở đây ra cái là xong. Bé Hoành này cắt bỏ này. À, xách tay. Trong hang này cắt bòn này, một thằng này lấy ngọn ở đây. Này chạy ra là xong. Đi chơi. Đấy. Đấy. À cái kia thay chậu rồi anh. Cây to to ở nhà thay chậu rồi à? Chưa. Cái chậu này giống cái chậu ấy thế? Ừ, nó giống mà, cái cung một nò nó ra mà. Ba sọi. Ba sọi. Đây lấy về chưa xả mó cái gì. Nghệ nhân đọc số lại cái nhỉ? 0936 0936 292 292 377 377. Đấy. Nghệ vời. Hợp lý. Rất lực. Con này con dòng da dày nuôi dã man. Đục đeo thì nuôi sướng lắm. Con này nuôi bè thôi rồi. Nuôi nó vá phát này ăn. Vá giỏi nhỉ. Cái miếng này không biết lấy đâu ra. Vá đấy. Nó như vá áo luôn. Quan trọng là nó lấy ở đâu cái miếng này với lại nó sống được cũng giỏi. Có nghĩa là nó có dễ rồi thì người ta ốp nó vào đục kỹ thuật ốp vào. Kiểu như ghép vữa. Đây đây, đây là kiểu vậy này. Đẹp quá. Siêu phẩm này không mang đi. Siêu phẩm đa còn giấu ở nhà kìa. Hết rồi. Nhốt. Ok. Sao anh? Thắng của máy của anh nét thế. Nét hơn mấy em mà. Kém gì đâu mà. Đấy. Chả kém. Đổi đi. Không, mấy anh ít tiền anh trả giá. Mấy em này sức mẻ hết rồi. Mấy tuyển nét hơn mấy ít tiền. Thế thì mà. Hai phone này. Hai phone. Hai phone. Hai phone. 7. Thế quay cái cây lên nó vẫn là cái cây đúng không? Chả phải là cái khác nữa. Ai à, Duối của Xuân Trước à? Của Xuân Trước anh Vũ. Duối. À bé. Xuân Trước bao giá cái này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 3 đồng rưỡi. Bốc luôn. Hợp lý đấy các bác. Sung xuê đấy, sung xuê nhặt ra thích phết đấy. Như làm hoa quả này, làm rơi thêm tí nữa, nếu mà đã làm này làm rơi thêm tí nữa. Bởi vì đến đây nó hơi ấy. Đến đây nó hơi thiếu ấy. Xi thì bao nhiêu tiền anh? 4 triệu. 4 triệu à? Đấy. Tháo dây thôi nhỉ. Già trắng thân. Chính này chợ này lại thoáng. Phát cây đó, này chợ phát cây. Đấy, đặt số của anh cái. Rồi, ok đâu. 920 920 705 705 096. Ai gọi cho trước thì được trước nhé. Mà ai gọi trước thì được trước. Cái này thì bao nhiêu? Rồi. 5 đồng rưỡi. Bình này. Này mang khiêm tốn đi đấy. Mang ít đi đấy. Bản này mang ít đi đấy. Ăn cháy à? Vừa không mang. Phần phá đây kia. Ủa, hôm nay chở bằng xe máy ấy. Đẹp này mà chưa lên đường buồn ghê, đẹp này chưa lên đường. Cây của anh Kiện, anh em bốc cái này đi được đấy. Bày sân nó nổi lắm các bác, ra là sáng chân bệ này mà lên chậu bày sân nổi lắm, nổi vô cùng. Đẹp, đâu có đẹp. Cái này qua nhiều lần nhưng mà không hiểu sao các bác không bốc, giá nó hợp lý. Đó, chân bệ thì mặt nào nó cũng như nhau, quá đầy luôn. Đồng tĩnh tháo chậu ra rồi, xương cá tháo chậu. Hết hàng các bạn, hết hàng, không có cây để bán đâu, hết cây đẹp, cây xấu, cây vừa cũng khó, cũng có. Ok các bác, kết thúc buổi chợ hôm nay nha các bác nhé, nó vắng như vậy thôi, anh em đi Bắc Ninh hết rồi. Hẹn gặp lại các bác ở một cái phiên gần đây và đông vui các bác nhé. Đấy, bốc được, cây chuối bốc được.